Xin chào tất cả các anh em đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình sẽ nói cho tất cả các anh em về một cái căn bệnh, đó là việc sâu nước của động cơ ha. Động cơ chúng ta bị sâu nước. Thì sẵn đây là mình đang làm cái động cơ này, và mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em mình biết là những cái nguyên nhân nào dẫn đến là tình trạng là nó bị sâu nước động cơ, và mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình cái cách mình xem cái gioăng này nó như thế nào là nó bị thổi rong quy lát ha. Các anh em mình cái thường thấy hay thấy các anh thợ là chúng ta dở dở cái rong lên, bắt đầu nhìn soi, nhưng mà không biết là nhìn chỗ nào để chúng ta biết được là nó bị sâu nước hay không ha. Đó thì video này chủ yếu là mình sẽ thực hiện, mình nói về vấn đề đó ha. Mình nói về cái rong quy lát, cách nhìn trên cái rong quy lát, cách nhìn trên cái mặt máy hoặc là cái mặt của cái thân máy này để chúng ta biết được là nó có bị xì rong quy lát hay không, để cho chúng ta chẩn đoán bệnh. Cái bệnh sâu nước của động cơ thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, thì nó tới 12 cái nguyên nhân. Thì cái 12 cái nguyên nhân đó mình sẽ thực hiện một cái video, mình sẽ liệt kê ra toàn bộ 12 cái nguyên nhân đó dẫn đến tình trạng là động cơ chúng ta bị sâu nước. Thì các anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh ha. Mình sẽ ra cái video đó gần nhất thôi. Và ở video lần này thì mình chỉ muốn chia sẻ cho tất cả các anh em mình cái cách chúng ta nhìn trên cái mặt máy này, hoặc là chúng ta nhìn những cái miếng rong này mà chúng ta biết được là xe chúng ta bị xì rong quy lát hay không ha. Và mình cũng có bán một số dòng phụ tùng ô tô của dòng xe đầu kéo DU, Hyundai và cả Hino, phụ tùng semi remote và phụ tùng phanh khí nén. Thì các anh em cần thì hãy liên hệ với bên mình ha, 038 9898 100. Mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Rồi trở lại cái câu chuyện xe chúng ta bị xì rong quy lát hay không. Rồi thì cái nguyên nhân nó nằm trong 12 nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân này là cái nguyên nhân là xì rong quy lát ha. Thì đây các anh em mình hãy nhìn vào cái đường nước của cái động cơ ha. Ví dụ như các anh em mình nhìn cái đường nước này ha. Đấy, đó những cái đường này gọi là đường nước này. Đấy, đây ha. Các anh em mình thấy là những cái đường này nó có rỉ nước này, rỉ sét lên này. Đấy, đó là những đường nước ha. Đấy. Thì các anh em mình hãy xem cái vùng tép gióp gần nhất giữa cái xi lanh ha và cái lỗ của nước. Các anh em mình hãy kiểm tra trên toàn bộ 6 cái máy này. Đấy. Hãy kiểm tra nó thử có cái vị trí nào mà nó có điều bất thường hay không. Điều bất thường ở đây chính là cái lượng khói khi cháy á, nó cháy nó sẽ lòn qua bên mạng tiếp xúc gióp bên này. Ví dụ như ở cái máy này ha. Các anh em mình hãy thấy này, hãy quan sát kỹ ha. Đây các anh em mình thấy cái vùng khói đen này. Đấy, nó đã đang đi lon qua bên này rồi ha. Đấy, thì nó lon qua bên này thì dẫn tới cái vùng khí cháy vừa nhiệt độ cao vừa áp suất cao, dẫn đến tình trạng là khí nó sẽ lòn qua nước này, dẫn đến tình trạng là xe chúng ta là sẽ là mau sôi nước ha, và sẽ có khí sụp lên trên bình nước phụ. Đó là cái cách mà chúng ta nhìn trên cái mặt máy ha. Tương tự ở trên cái nắp máy chúng ta cũng vẫn nhìn như vậy, có nghĩa là nơi nào có những cái lỗ nước như thế này mà tiếp giáp gần cái vùng xi lanh ha, thì chúng ta hãy kiểm tra nó. Ví dụ như cái xe này, cái máy này nó cũng đang bị này ha. Đấy, đây này, các anh em mình thấy này. Đấy. Ha, đấy. Vùng khói nó đi qua. Thì với cái động cơ mình đang làm này thì nó có hai vị trí xì, dẫn đến là tình trạng là xe chúng ta bị thổi rong quy lát. Ví dụ như cái vùng này thì bị nhẹ này ha. Máy bên này thì bị nhẹ, nhưng máy bên này là rất là nặng ha. Vùng này rất là nặng. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các anh em mình cái cách mà chúng ta nhìn trên cái rong luôn ha. Đây là một cái tấm rong quy lát ha. Đây. Ví dụ như các anh em mình nhìn cái rong này. Đây là cái vùng mà chúng ta nhìn dễ nhất ha. Đây. Cái kỹ thuật nhìn của chúng ta thì chúng ta cũng phân biệt là cái lỗ nào là lỗ nhớt ha, lỗ nào là lỗ nước ha, và cái vùng tiếp giáp gần nhất giữa xi lanh và nước nó như thế nào. Đây. Giờ mình để ra đây mình phân tích cái chỗ này cho các anh em mình xem này. Đây ví dụ như cái miếng rong này, đây là cái lỗ nước, các anh em mình thấy nó sát ha. Bên này là cái xi lanh. Xi lanh chúng ta nó sẽ tì lên cái rong quy lát này. Và bây giờ nó tiếp xúc không tốt này. Đấy, nó tiếp xúc không tốt thì dẫn đến tình trạng là khí cháy bên trong xi lanh này nó sẽ lòn qua cái mặt rong này và nó sẽ bị thổi rong quy lát cho chúng ta. Hay còn gọi nó sẽ làm cho nhiệt độ nước chúng ta tăng cao và có khí sụp lên cái bình nước phụ ha. Đó là cái mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em. Và trên cái rong quy lát này, các anh em mình ngoài cái việc mà chúng ta
kiểm tra trên cái vùng tép giót giữa cái vùng xi lanh này với cái lỗ nước, thì chúng ta nên kiểm tra cái vùng này nữa. Thì cái vùng này này, đây ha, cái vùng này, cái kiền này này, mình hay còn nói là cái độ dài á, đây cái vùng này ha, mình đang chỉ cái ngòi bút vào ha, đấy cái này mình xem này, cái vùng này có nghĩa rằng là cái vùng này mình đang chỉ, có cái này mình hãy nhìn cái đầu bút mình nha, cái từ cái vùng này tới vùng này ha, là nó là một cái miếng tôn, người ta dập hai đầu mép lại, dập mép trên và dập mép dưới lại, và trong quá trình mình siết thì cái miếng tôn này này nó bị rách ra ha, nó bị gãy, nó gãy dẫn đến là khí chúng ta nó sẽ không còn làm kín nữa, nó sẽ lòn qua cái mép gãy đó và nó sẽ đi lòn vào trong này ha, nó lòn vào những cái miếng ghép của cái ron này, cái ron này rất là nhiều miếng ghép ha, thì nó sẽ vô tình nó sẽ đi vào cái đường nước đó. Cho nên là xe chúng ta nhìn, nhiều lúc chúng ta nhìn những cái vùng này không thấy đâu hết, nhưng mà thực tế ra là trên cái vùng tép giót này này, cái vùng của cái kiềng này ha, là nó có bị rách, nó có bị gãy cái phần kim loại đó, dẫn đến là hơi chúng ta nó vẫn xì qua cái đường nước ha. Đó, đó là cái hai cái cách mà chúng ta nhìn trên cái son quy lát và cái mạc máy hoặc là cái nắp máy ha. Cái này mình xem video mà thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Và các anh em mình cần phụ tùng vật tư thì hãy liên hệ với bên mình ha, 0389898100 thì mình sẽ báo giá, các anh em cần thì mình sẽ gửi hàng cho tất cả các anh em ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.